Thiên Trường xin được kính chào quý vị đang trở lại với chương trình Celeb House Shopping của đài Asian World Media. Và số điện thoại của chương trình là 1-866-904-7546. Quý vị ơi, trong một không gian vui tươi của những ngày Tết Quý Mão năm 2023 đang đến gần rồi, chúng ta đã có những suy nghĩ gì, những quà tặng gì để dành cho nhau ngoài những phong bao lì xì màu đỏ chưa ạ? Chúng ta hay chúc nhau là những cái ngày Tết, một cái năm mới được dồi dào sức khỏe. Thế thì trong chương trình ngày hôm nay, Thiên Triều sẽ có cho quý vị một cái sản phẩm gửi đến những người đàn ông thân yêu xung quanh chúng ta, một cái món quà có giá trị sức khỏe rất là cao thưa quý vị. Đó chính là dòng sản phẩm của công ty Dr. Sam, Dr. Sam Men Core thưa quý vị. Đây là một cái dòng sản phẩm cao cấp kết hợp giữa hạt sam tươi 6 tuổi của Hàn Quốc và chiết xuất của củ maca đen. Thiên Triều xin nói một chút về cái hạt sam thưa quý vị. Hạt sam là một dược chất rất cần thiết cho sức khỏe thưa quý vị, bởi vì nó hỗ trợ rất tốt cho ba cao: cao máu, cao mỡ và cao đường. Ngoài ra giúp cho hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể chúng ta được tăng cao, có nghĩa là chúng ta sẽ tránh được những cái bệnh tật thưa quý vị nó muốn xâm hại vào cơ thể. Khi mà hệ thống miễn nhiễm của chúng ta tốt, chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều những cái bệnh tật. Ngoài ra tốt cho hệ thống tim mạch và tốt cho máu cơ thể của chúng ta nữa. Còn đối với thưa quý vị, chiết xuất của củ maca thưa quý vị, nó được gọi là một cái sâm đen của Peru, có nghĩa là nó cần thiết cho cái sức khỏe của đàn ông. Thường đàn ông chúng ta sẽ cần những cái điều gì ạ? Cần cái sức khỏe về thể chất và kể cả sức khỏe sinh lý. Thế thì đối với maca nó đáp ứng được cả hai cái nhu cầu đó của cánh đàn ông thưa quý vị. Về sức khỏe thể chất, chúng ta sẽ rất cần thiết cho những ai siêng năng tập thể dục thể thao thưa quý vị, hay chăm đi đến phòng tập gym để build những cái cơ bắp của cơ thể nè, hay là đi chơi đá banh, đi chơi thể dục thể thao. Còn đối với vấn đề sinh lý, mặc dù nó sẽ là một cái chủ đề rất là nhạy cảm, nhưng không ai là đàn ông mà không quan tâm đến vấn đề sinh lý của bản thân mình cả. Nếu như chúng ta gặp những vấn đề về sinh lý thì xin hãy tìm đến Dr. Sam Men Core, sự kết hợp giữa hạt sam đen 6 tuổi của Hàn Quốc và chiết xuất của củ maca đen để cải thiện vấn đề sinh lý. Và kể cả dành những ai hiếm muộn trong cái vấn đề con cái thì cũng xin hãy tìm đến sản phẩm Dr. Sam Men Core để hỗ trợ tốt hơn cho cuộc sống và hạnh phúc gia đình của quý vị. Một hộp như thế này sẽ có 30 gói ở dạng nước, và bên trong thưa quý vị sẽ có 3 cái hộp nhỏ như vậy. Nó sẽ nằm 1, 2 và 3. Và một hộp sản phẩm như thế này là 199 Mỹ Kim. Tuy nhiên, đối với mùa Tết Quý Mão năm 2023, khi quý vị mua 3 hộp thì thay vì là 597 Mỹ Kim, nhưng chúng tôi sẽ chỉ bán cho quý vị với giá là 270 Mỹ Kim mà thôi. Và chưa hết, sẽ còn được thêm 20% off nữa. Và trong mùa Tết Quý Mão, khi quý vị cứ mua 500 Mỹ Kim, quý vị sẽ được một voucher 50 Mỹ Kim để dành cho việc mua sắm những sản phẩm của chương trình Celeb Home Shopping. Nếu mà quý vị yêu thương những người đàn ông xung quanh chúng ta thì hãy đến với Celeb Home Shopping qua số điện thoại 1-866-904-7546 để đặt mua sản phẩm Dr. Sam Men Core cho những người xung quanh. Và Thiên Triều xin được kính chúc quý vị một mùa xuân Quý Mão 2023 thật an yên, thật hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.